Đây mình qua tới cái khu này là khu rất là nổi tiếng, là khu đèn đỏ nha. Đây là khu đèn đỏ ở Paris. Rất là nhiều trung tâm như thế này. Bạn thấy như đằng trước có cái chữ Folie Bergère đó, có hình cô gái trắng trắng chiếu đèn này, thấy không? Rồi Bernay nè, đó. Rất có nhiều những cái chỗ như thế này gọi là để cho diễn này, diễn phụ nữ ở trần ở truồng á, khỏa thân với lại diễn xét. Rồi rất là nhiều cửa hàng bán dụng cụ tình dục. Khu này là nổi tiếng, đây là khu đèn đỏ của Pháp. Moi je vais aller dans la rue là-bas. Si tu verras bien. Cái máy chụp hình của mình nó sắp hết pin nữa rồi. Lát nó hết pin là mình phải chụp bằng, mình phải quay bằng cái máy điện thoại nữa. Để vòng qua bên kia sẽ thấy nhiều chỗ hơn. Rồi mưa nữa rồi. Mưa hoài. Này, thấy xa xa bên tay trái mình, xa xa có chữ Cine X, mọi người thấy không? Cine X tức là chiếu phim X, chiếu phim con heo. Cầm đi, cầm đi. Passe, passe, cầm đi. Est-ce que taxi in passe par le bus? Đây, Cine X chiếu phim con heo. Bán vé mắc lắm. Cà phê. Đây mà bắt đầu vô sâu trong khu này nha, toàn là khu đèn đỏ, đúng là vô sâu khu đèn đỏ luôn. Vô sâu khu đèn đỏ mà cũng còn bán đồ ăn nữa trời. Đó, những cái chỗ này rất là nhiều. Đây đằng trước thấy chưa, mọi người thấy chưa, bắt đầu có set shop rồi, thấy chưa? Chắc tôi phải quay lần hai máy quá. À, thấy chưa? Đây. Để tôi mở cửa xuống, tôi quay xa xa một chút. Tôi kéo gần gần cho mọi người coi trong. Đây trước mặt mình á, khói xe nhỏ quay vòng vòng, mọi người thấy không? Chỗ đó gọi là Moulin Rouge. Moulin Rouge tức là có xe gió đỏ. À đây là có một khu trình diễn set nữa. Cái có xe gió đỏ đó là cái nơi trình diễn set nổi tiếng nhất khu đèn đỏ này. Nổi tiếng nhất khu đèn đỏ này luôn là Moulin Rouge này. Đây. Thấy chưa? Diễn như thế này đây. Đây là diễn xét, chuyên môn diễn xét. Đây những nơi này toàn là diễn xét không à nha. Những cái chơi họ bị diễn xét thì diễn tình dục không à. Là coupe et puis on va aller à Montparnasse comme c'est à côté. Parce que là c'est hier une sortie.